Kính thưa quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc, thì CD là những cái món đồ chơi audio không thể thiếu. Và những cái việc mua CD, như cất giữ CD, bảo quản CD thì nó cũng là một cái việc rất quan trọng nha quý vị. Nếu mà chúng ta sử dụng một cái đầu, một cái đĩa CD thì chúng ta chỉ để được một cái đĩa, và những cái đĩa còn lại chúng ta sẽ để ở ngoài, và như qua thời gian bụi bặm hay là các thứ nó sẽ bay vào làm chày đĩa, thì nó sẽ xảy ra những cái việc dập dấp hay là như vậy đó ha. Do đó cho nên là những cái hãng người ta đã thiết kế ra những cái chiếc đầu CD có khả năng chứa được tới vài chục đĩa, thậm chí vài trăm đĩa nha quý vị. Cái đầu này nó này vệ sinh là đẹp tuyệt vời nha quý vị. Đây, hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị hai con CD. Hai con CD, một con Pioneer và một con Sony. Con Pioneer này thì có khả năng chứa được 25 chiếc CD nha quý vị. Còn con Sony ở dưới đây thì nó chứa được đến 200 chiếc CD. 200 chiếc CD nha quý vị. 200 chiếc CD quý vị nghe tưởng chừng quá lớn lao, nhưng mà thậm chí một cái kho tàng của một số anh em chơi audio 200 chả là gì đâu quý vị. Nếu mà những người ít nghe thì 200 chiếc CD có thể nói là họ nghe cả một năm trời chưa hết nha quý vị. Chỉ cần một lần bỏ đĩa thôi và ghi lại cái list số 1 là đĩa gì hay, quý vị chỉ bấm ngay số đó thôi là đĩa nó tự đọc, chúng ta không cần phải lựa, mất thời gian lựa rồi mất thời gian để vào này nọ các thứ nha. 200 chiếc CD, còn trên là 25 chiếc CD cho anh nào mà ít sử dụng. Chúng ta đóng vào nó sẽ chạy nha, đóng vào nó tự chạy luôn. Bấm lại, lúc nãy em đang hát chiếc số 6, bây giờ nó sẽ lấy chiếc số 6 ra. Chất âm rất là tuyệt vời nha quý vị, mắt rất là nhanh nhạy ha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm đứng lại, chúng ta sẽ qua đĩa số 7 nha. Đĩa số 7, cái nút này là về tới là số 7. Bấm lên đây. Mắt đọc rất nhạy nha quý vị. Thì chúng ta sẽ bấm đứng là tiếp tục qua đĩa số 8 nha. Mắt nó đọc rất nhạy. Thật sự cái thời gian đợi này là cái thời gian đợi nó chuyển đĩa đó quý vị. Chứ thật sự đĩa vào nó hát này nè, hát rồi nè. Bấm lay là nó hát. Nè. Chất âm những cái con này thì thật sự rất đẹp nha quý vị. Đầu chiếc này là rất đẹp luôn, hai chiếc này thì cái xây nó là khá cao nha, để đo như vậy có thể trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Nó cao 17 cm, chiều sâu của nó là 29-30 cm nha quý vị, và chiều ngang là 42 cm. Tem cờ rất là mới nha, rất đẹp. Rất đẹp nha các bạn. Rất đẹp và rất độc luôn quý vị. Cho nó qua một cái đĩa nữa. Đây quý vị. Đây nó đổi đĩa trong đó nha. Bấm lại.
Rồi. Và giá của con này rất là hữu nghị thôi quý vị. Giá chỉ 3 triệu đồng thôi. Không bao ship nha quý vị. Thì chia tay em về với tương lai. Còn anh và quá khứ. Rất đẹp, rất đẹp. Đọc lại những trang.